Xin chào các anh em nha. Trong video lần trước mình có mở cái máy cưa Singu này, mở ra để mình tìm bệnh đó, nhưng mà mình không có nói năng gì hết. Khi mở ra thì phát hiện được là nó bị cái lồng nó bị xước à, là một ha, cái bê tông cũng bị xước luôn. Cho tới bữa nay mình mới kiếm được cái bê tông mới nè các bạn. Còn đây là cái lồng để xe cua, giờ có dịp đem ra sử dụng rồi. Cái bugi, cái bạc đạn, nếu không phải bạc bê tông, bạc bê tông hay là sắt măng gì đó. Giờ mình sẽ lắp bộ bạc vô cái bê tông này và lắp vô máy thử nó có hoạt động được không nha mọi người. Bê tông này chắc bê tông lô rồi, chứ giờ kiếm đầu ghim không có đâu bạn ơi. Kể đi, cậu nó chạy được mình là ok. Giờ mình sẽ lắp bạc vô nha. Mình lấy cái bê tông này ra mình đút vô trong cái lồng thử nó vừa không. Đây, hồi đi mua thấy người ta cũng lấy cái kè người ta đo rồi. Vô này nè, vừa. Đây nó có hai cái bạc ha. Để coi nghiên cứu cái nào để trên nào để dưới đây không biết. Để nghiên cứu coi. Hai cái này nó cỡ nhau à. Cho nên gắn cái nào trên cái nào dưới cũng được. Rồi mình sẽ gắn như vậy nha. Chỗ này nó có con chốt định vị nè, mình để ngay cái mí bạc, hai cái đầu bạc ngay trên đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái ắc gen cũ để gắn vào bên cái bê tông mới.
Giờ mình sẽ lấy hai cái phe gài hai cái ắc dên, hai cái đầu ắc dên này đừng cho nó chạy tới chạy lui nha. Ở trong nó có cái rãnh để mà chứa cái phe nè. Đút cho cái phe nó nằm trong đó là nó giữ được cái ắc dên nè. Rồi xong. Giờ chỉ gáp lồng vô nữa bạn ơi. Trước khi gáp cái lồng vô làm cái gôn này nữa. Để lược dưới hết. Giờ mình sẽ cắt theo cái này.
Đây là phần cửa hút nữa bạn. Cửa này mình đặt cái bộ chế hòa khí ở trong đây nè. À, nó có cái lỗ này nè. Lỗ này nó sẽ thông vô trong cái lốc máy. Khi máy hoạt động thì cái áp suất ở trong đây nó sẽ dao động, nó truyền qua cái, nó sẽ truyền qua cái bộ chế hòa khí nè. Nó làm cho rung động cái màng bơm ở phía trong, nó hút xăng ở trong bình xăng nó ra, nó cấp vô trong cái lỗ này nè, trong cái chính. Cho nên khi mình đóng làm cái cắt cái gòn, các cái gòn phải chừa cái lỗ này nha. Cái lỗ nó thông như đây nè. Lỗ này thông qua đây, nó dẫn vô trong cái bộ chế hòa khí. Giờ mình sẽ lắp cái gòn này vô nha. Đang làm, hồi nãy đang làm ngoài sân, trời mưa ập tới rồi dọn vô trong đây làm. Cái đường thông hơi nữa bạn, mình sẽ đặt hướng này. Rồi mình siết ốc lại. Cây lục giác rồi ta. Mất tiêu cây lục giác rồi. Cái này vô xong rồi. Giờ mình tiếp tục mình cắt thêm một cái miếng gòn nữa. Đây nha các bạn. Mình cũng vẫn phải chừa cái lỗ thông hơi luôn nha. Nè, đặt hướng vô trong cái lỗ thông hơi nè. Canh sao cho cái lỗ thông hơi này nó đừng có bị bít nha mọi người. Rồi mình sẽ đặt cái bình xăng con vô, bộ chế hòa khí gáp bộ lọc gió này vô, mình thử nó trước, thử trước khi coi nó chạy hoạt động có êm hay không rồi mình mới gắn vô mấy cái thứ kia vô sau, như tay cầm nữa đó, chứ gắn mấy cái kia nó phức tạp quá, lỡ nó chạy chưa có êm nó cái mắc tháo ra lâu đó. Giờ mình gáp cái này vô đỡ gì nè, giật cho nó chạy xong xuôi bắt đầu mình mới gáp mấy cái thứ khác vô như bình xăng với tay cầm rồi đó. Giờ mình sẽ pha xăng, mình pha xăng mình sẽ truyền vô trong cái truyền vô xong trong cái bình xăng con nè, truyền xăng vô đây nha. Chuyện ở đây mặt mình giật thử cái này, dây xe ghi nó bị đứt rồi, mình nối thêm một khúc như này nữa.
nó đưa vô buji, nói tạm vậy. Giờ mình gắn cái mặt chụp này vô, nó mình giật giật nha. Đây là cái chai xăng mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Giờ mình sẽ truyền vô trong cái bình xăng con ha. Để mình thử nha. Vậy là nó đã chạy êm rồi đó mọi người. Giờ mình sẽ chỉnh một chỉnh cái bộ chế hòa khí lại sơ sơ nữa. Là bây giờ mình sẽ gắp cái tay cầm bình xăng rồi vô nha mọi người. Cái video này mình thay thay bạc bên trong cho cái máy Shingu, máy cưa xích.
đã xong nha mọi người, giờ nó thì nó cũng đã chạy rồi. Hồi lúc gỡ ra làm sao thì giờ mình gáp y chang như vậy nha. Bộ nhớ điện thoại của mình đến đây cũng nó cũng muốn hết rồi. Hẹn anh em ở video sau nha. Giờ mình sẽ gắn cái chụp bugi này vô, gắn lam với sên vô nữa là xong rồi. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn các anh em ở video sau nha. Nếu thấy video hữu ích cho mình xin một lượt đăng ký nha và một like nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha. Bye bye.